Đầu tiên là trau dồi vốn từ vựng. Bài thi Cambridge có rất nhiều những câu hỏi yêu cầu vốn từ vựng đa dạng. Chính bởi vì vậy, sở hữu một vốn từ vựng phong phú sẽ là điểm lợi thế để cho con có được điểm cao trong bài thi. Tuy nhiên, việc ghi nhớ một số lượng lớn các từ vựng chưa bao giờ là dễ dàng. Ba mẹ hãy hỗ trợ con bằng cách cho con học những từ vựng từ ngắn đến dài, từ cơ bản đến nâng cao, và đặc biệt là hãy bắt đầu bằng những chủ đề vô cùng thân thuộc xung quanh cuộc sống của bé, ví dụ như là gia đình này, trường học, bạn bè hay là những đồ vật ở trong nhà. Số 2 là học chắc ngữ pháp. Nếu vốn từ vựng là vũ khí lợi hại giúp cho các con trong kỹ năng nói và kỹ năng đọc, thì ngữ pháp chính là chìa khóa thành công cho các con trong kỹ năng viết. Với lứa tuổi tiểu học, ba mẹ hãy xây dựng cho các con một nền tảng ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao và dần dần là những kiến thức khó. Bên cạnh đó cũng cần cho trẻ phát triển ngữ pháp thông qua kỹ năng nghe hay kỹ năng nói bằng những ví dụ vui nhộn và sinh động. Số 3, cần cho các con luyện nghe một cách hiệu quả. Thay vì chỉ làm bài nghe khô khan ở trên giấy thì ba mẹ hãy tạo một môi trường cho các con nghe tiếng Anh một cách thụ động, mọi lúc, mọi nơi. Hiện tại có rất nhiều các website cũng như là trang mạng xã hội, đặc biệt là YouTube để các con có thể học tiếng Anh ngay tại nhà, đặc biệt là kỹ năng nghe cùng với ba mẹ. Thay vì cho các con chơi iPad hàng ngày thì ba mẹ có thể mở những kênh YouTube cũng như là những video học tập bổ ích để các con có thể nâng cao khả năng nghe của mình. Và cuối cùng là lựa chọn một trung tâm tiếng Anh luyện thi Cambridge uy tín. Để con có một kết quả cao cho các bài thi và đặc biệt đó là nhận được những chứng chỉ như Starters, Movers hay là Flyers dành cho các con tiểu học, thì ba mẹ nên chú trọng vào việc tìm những trung tâm luyện thi uy tín. Một trung tâm luyện thi uy tín cần có những phương pháp giảng dạy hiệu quả, các thầy cô giáo, những giảng viên phải là người giàu kinh nghiệm và tận tâm trong công việc giảng dạy của mình, sẽ luôn luôn sáng tạo và truyền cảm hứng đến với tất cả các con. Mitsua Junior tự tin tạo dựng một môi trường học tiếng Anh chuyên nghiệp dành cho các con và đã đồng hành cùng với hàng trăm các bạn nhỏ trong kỳ thi Cambridge trên toàn quốc. Và nếu ba mẹ còn có bất cứ những băn khoăn hay thắc mắc gì liên quan đến việc luyện thi Cambridge dành cho các con bậc tiểu học thì đừng ngại để lại thông tin để Mitsua Junior có thể giải đáp nhanh đến cho ba mẹ nhé. Mitsua Junior rất hân hạnh đồng hành cùng ba mẹ trong hành trình phát triển ngôn ngữ cùng con.